thì thế là cứ làm tới. Cái quốc gia không có chỉnh đốn, nó cứ đi tới đi lui hoài, thằng mới sẽ lên ăn hiếp cũ. Nó cứ xào hoài mà xào giữa bọn tụi nó thôi. Còn 100 triệu dân ai lo? Ngóng cởi cổ dài á, chờ cho tới ngàn năm sau cũng chả ai lo luôn. Tại sao hồi nãy xưa giờ thua không có làm cái công thức này? Đến lúc này á, mấy vị không có cho Việt Cộng đeo theo sư phụ nữa. Hồi xưa là mấy vị cho, sư phụ mới nhắm mắt mở. Chứ sao sư phụ không biết? Để cho nó về nó báo cáo là thằng này là thứ thiệt, chứ không phải là thứ hư ảo không? Nhưng mà đến lúc này á, lại là tụi nó bắt đầu thấy sư phụ gì cũng nói trúng á. Rồi tụi nó có một số bày đàn mà làm trên mạng á, đông lắm. Không phải bày đàn cái miệng rộng là đúng đâu, không phải số lượng đông là đúng. Ở trên á, chị của sư phụ dạy á, để á, chỉ cần á, vài đứa trung thành là đủ rồi. Còn á, cả đống mà không có biết tu gì hết, cũng chẳng có giúp với ích gì cho đại cuộc hết. Bây giờ sư phụ có 5.000 đệ tử hồi thiên tâm đọc kinh, bây giờ có thêm 5.000 đi nữa cũng chẳng có giúp sư phụ về Việt Nam nữa. Sư phụ chỉ cũng phải chờ cái tiếng sấm thôi à. Bây giờ sư phụ có tu thôi mà, cho nên sư phụ không có cần số lượng đông. Sư phụ chỉ cần tất cả các người về Thiên Long Sơn. Một là muốn coi khỉ bảy màu này, sư phụ cho coi. Hai là thật tâm, cái lòng thật lòng để cho trời đất chứng nhận. Tại vì chỗ này là cái chỗ linh thiêng thánh địa mà. Và không có cần một sen nghe. Ai mà đem một sen một đồng á là mình không có vui. Nhưng mà đem bó hoa hay là dĩa bông, trái cây, cúng cha, cúng mẹ, cúng Phật thì rất là vui. Giật mình hợp lại anh tài ra quân, trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ. Tại sao không nói trời Trung, trời Bắc đi, mà là cứ nói trời Nam không? Ở nước Việt có cả ngàn cái núi, sẽ không nói núi Trường Sơn hay là đỉnh núi này núi nọ, mà cứ nói núi Cấm không, nó phải có lý do đó. Vì nơi đó ngày xưa lúc mà sư phụ làm đại đế Khmer, nó là nước Phù Nam. Lúc đó là nó chấn động cả Đông Nam Á, nhất là vùng Đồng Tháp. Mấy vị nói là những cái cổ tích thành phố mà tiền tài và những cái kho tàng sư phụ chôn ở đó rất là nhiều, của những cái đời kiếp trước, mấy nghìn năm trước. Tại cái nào mà quanh liệt đó là cha cho sư phụ đóng dài. Cái này đóng phim mà, hiện giờ là phim ngôn đúng kiệt. Hiểu không? Tới thì cứ nói mình nói hơi ảo không? Ảo hay thiệt á, nhìn đi. Tại sao trên cho sư phụ lộ cơ hết? Đó là gì? Hôm nay một số người hiểu thì được về trời, còn số người không tin. Nhưng mà của cái thời đại của Thiên Tấn Kiệt này còn đang mang sắc phạm. Bởi vì nó 88 tuổi thì nó còn khoảng ba mấy năm nữa. Sau ba mấy năm sau, những cái lời mà thụ nói hư ảo hôm nay á, nó thành lời vàng đó. Nếu mà không nói, các con hiểu không? Thụ là đại đế Khmer, thụ xây thành An Cơ Quá. Sau này phụ về Việt Nam mà nước Miên, nước Lào và nước Thái Lan, Miến Điện đều là trở về của sư phụ hết. Tại vì mấy ông thần đã hứa rồi, đứa con Việt Nam sau này lãnh đạo nước Việt á, nó cũng sẽ làm theo lời hôm nay. Tuy là hôm nay mình nói một cách rất là bình thường phải không? Nhưng mà sau này nó là thánh chỉ đó, hiểu chưa? Có một lần sư phụ than, dự bữa giờ buồn buồn á. Em mới vậy nói, ồ, hồi xưa ngài cũng chịu cho người ta phản bội đóng đinh. Xuống trần kỳ này, ngài cũng là volunteer để chấp nhận những cái đắng cay, những cái phũng phàng của mặt trái thế gian. Cái thế gian này khó độ lắm, đâu phải dễ độ đâu. Thì ngài phải chịu thôi, ngài đấy. Giống như vua Thần Nông thời xưa lấy thân mình đi thử thuốc. Thì giờ cũng lấy nhân tâm đi thử lòng nhân tâm. Tâm nào chập chờn thì sau này ở núi Thiên Long Sơn, những người sau sẽ nghe clip này sẽ hiểu. Sẽ có một cái nhà, cái miếu rất là lớn. Tại mình 500 mẫu à. Thì trong đó mình thờ đủ tất cả các vị ở đây. Giống như có Xích Long, Bạch Long, Sơn Thần. Trong đó cũng có những cái tượng của những người xấu và những đứa đệ tử xấu. Để mà cho sau này những hàng đệ tử hội thiên sao đó, họ nhìn vào cái bài học của 0404. Thụ nhất định sẽ làm. Một bên á thì sẽ được cắm hoa, một bên á thì để cà chua. Rồi ở nước Việt, sư phụ sẽ không có quỷ tượng Hồ Chí Minh,
vô vấn đề, sách Hồ Chí Minh vô vấn đề, cũng giống như Tần Cối với Nhạc Phi vậy đó, một bên vậy, một bên ta vô ta phun nước miếng, còn một bên ta vô người ta ta vái lại vậy đó. Thầy Xu sẽ làm vậy, thì những bài học nước Việt Xu cũng làm vậy. Hồ chỉ mong á đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ, con trâu á nó ngu á uống nước đục, trâu khôn uống nước trong vậy thôi, đừng có ai đụng tới ai là được. Đó là cái lòng từ bi của Xu. Nhưng ngược lại, Xu cũng mong tất cả các hàng đệ tử đây khi mà tiếng sấm nổ vô không còn ngồi đây nữa, cũng mở rộng vòng tay đón hết. Không có nên nhắc lại chuyện cũ, mình có luật 3 ngày, họ có cái luật thù suốt đời. Cho nên hai cái đó nó khác, giữa Phật và quỷ nó có khác chỗ đó. Chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta học Phật, đọc Lăng Nghiêm. Chúng ta không có học cái gì ngoài Lăng Nghiêm thập chú. Người nào bỏ thăng Lăng Nghiêm thập chú mà nói là tu là người đó là tà đó. Rất là đơn giản thôi. Trên thế giới này nên nhớ, thiên tâm chúng ta, cha mẹ và Đức Thầy và các chư Phật đã ấn định mạnh tu theo Di Đà Quan Âm, đúng không? Là Lăng Nghiêm thập chú, mà đứa nào mà bỏ Lăng Nghiêm thập chú là tu quỷ tu ma. Nên nhớ lời của Thiên Quang Kiệt nói trong bài Kính Thiên, cha mẹ có nói rõ mà, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời, thật sự là cứu rất là nhiều người. Đây là ân phúc Phật trời ban cho sư phụ là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà. Chánh đạo là gì? Chánh đạo là gì? Hội đồng chư Phật và cha mẹ đã chọn cái đạo này xuống thế gian thời mạt pháp tận thế này. Tại sao không chọn thời bình thường? Tại sao phụ dám nói là tại mạt pháp tận thế? Nó phải matching. Chứ bây giờ nó đâu phải là một cái thời đại bình thường đâu. Mà nếu mà thời đại bình thường thì cái đạo thiên tâm đâu có hiệu quả. Còn cái câu mà thời dạng tâm với thiên đình á đã quịch rồi á thì thôi, cứ ở đây khi nào lao cái núi đá bằng khăn á mà nó mòn á thì hãy về trời. Tại vì khi đã học tà rồi là chấp nhận mình ở lại cái địa cầu này mãi mãi đó, mà dùng chữ mãi mãi, tu hành theo đúng thiên tâm. Phải đúng thiên tâm. Thiên tâm chúng ta là có 12 giới luật, nhân lợi nghĩa duy tính là cái đầu tiên, là để cho những người bình thường sau này nắm chức vụ chức quyền, họ không có ăn chay, họ không có tu, không có đọc Lăng Nghiêm, nhưng mà họ có nhân lợi nghĩa chí tính, họ có tinh thần dân tộc, trả ơn cho tổ quốc, ân đồng bào, ân nhân loại, ân cha mẹ, thì là cũng là một người hơn cùng với thời đại này mà tham nhũng tối ngày rồi. Thứ hai, không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, ăn chay hoặc ăn tâm tịnh nhục. Thì cái đó thì ai cũng biết, nhưng mà cái thiên tâm chúng ta mở rộng cho toàn thế giới thì là tam tịnh nhục. Cả thiên đức kiện sư phụ hôm nay cha mẹ nói con đi tùm lum phải giữ gìn sức khỏe thì ăn tam tịnh nhục, còn đứa nào mà ăn chay được thì sức khỏe tốt thì tốt, nhưng mà không có tu mà ăn mấy con nhúc nhích á, mình dùng chỉ nhúc nhích á thì là tạo nghiệp á, tôi không có tạo nghiệp. Thứ ba, không nói dối, nói ra vào, nói ngửi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Cái đó họ thiên chúng ta, đứa nào mà đã phạm vào cái đó thì làm ơn sửa. Cái đó rất là khó, nhưng mà con nhìn thấy đó, bao nhiêu đứa giữ được cái giới này. Thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho vay nặng lãi. Dĩ nhiên chúng ta không có cái đó. Thứ năm, phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Vậy suối đệ tử lên mạng chửi tùm lum, nghĩa là gì? Rồi dùng đồ chẳng em, rồi dùng âm binh, nghĩa là gì? Tại sao mấy con không biết ngồi phân tách cho kỹ đâu? Sai giới chứ, hoặc không bao giờ làm mấy cái đó. Thứ sáu, không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Thứ bảy, không tà dâm ngoại tình. Cái đó không có, mà họ nói một điều họ không bao giờ nghĩ. Sư phụ đi với mấy con gái, nhất là mụi sư phụ với mấy đứa YouTuber, thì khi tà cộng sản nó lên nó xâm nhập thì nó không có cái gì. Nếu mà dù có là nó đã lôi ra có ngày có giờ có tên có tuổi rồi, cái sao chỉ là xuyên tạc thôi. Con nên nhớ những người luyện âm binh, những người đó cái máu sân và cái máu dâm họ lên kinh hồn lắm, còn chúng ta không có cái phạm cái đó. Sư phụ tới ngày hôm nay chẳng chưa có phạm được giới gì hết, sư phụ vẫn giữ giới đó. Thứ
Thứ 8, không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Chùa vẫn giữ vậy đó, chùa có nhiều tiền cho hết, không có sợ nghèo, không sợ bệnh nữa. Thứ 9, không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Nè, chùa qua đây đôi vàng tài trắng 10.000 đô dựng lên sự nghiệp 1 tỷ đô, chỉ đi cho thôi. Thứ 10, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo. Cái đó là bắt buộc, kêu mấy con đạo nào giữ đạo đó vô nhà thờ hay là đạo Phật thì theo đạo Phật. Chỉ có một cái là sư phụ được lệnh của bề trên. Những người lạ mà Việt Nam qua hay là những bác già không cần biết nít, trước khi ngày đầu tiên gặp sư phụ đừng bao giờ đến gần sư phụ trong vòng 10 thước. Đó là luật. Còn nếu mà mình nhưng kiểu người đời, tại sư phụ là thiên tử, người ta có thể ám sát bằng bất cứ cái gì. Con nên nhớ hồi xưa Trần Đại Quang mà đi vô ngửi máy lạnh thôi cũng bị chán đen thui chết quẹo á. Sư phụ cũng phải cẩn thận giữ sắc phàm để làm việc cho Đức Thầy, đúng không? Cho nên đừng có hiểu sư phụ là kỳ thị, hoặc là kỳ thị sao mà làm được cái này. Cũng vẫn giữ giới đó. Ai muốn chửi thì cứ chửi. Tiếp tục không? Thứ 11, không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm. Cái đó là ai phạm nặng. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta không có luyện âm binh, chúng ta không có xài âm binh trên núi. Người nào luyện âm binh, người nào thư ém buồn ngãi thì mình biết. Cho nên những thứ nào mà luyện mấy cái đó, nó rất là sợ những cái món. Thứ nhất là cuốn kinh thiên tâm, thứ hai là hình tượng cha mẹ, thứ ba là dấu hiệu thiên tâm, thứ tư là những vật gì mà sư phụ điển vô. Tại sư phụ có 7 dòng hầu quan, âm binh nó sợ dữ lắm. Tiếp tục. Thứ 12, phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày. Đứa nào không đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày, từ nay không còn là họ thiên nữa, và mãi mãi ở lại thế gian này. Tại vì tu luyện không có đúng thì không bao giờ được về trời. Đó là cái policy của Thiên Tâm 12 giới. Hiểu chưa? Rất là quan trọng.